Xin chào anh em lại nha. Chào mừng anh em đến với kênh Phạm.com. Thì hôm nay mình sẽ độ con xe go-kart này lên. Hồi mình mua được hai cái xác xe go-kart anh em ạ. Cái xác này nó không còn máy gì, mỗi cái khung, bánh, phần lái các thứ thôi. Mình sẽ dùng một con khoan Makita nhá. Độ nó vô cái phần này, đằng sau này. Chơi bằng máy khoan anh em ạ. Chuyến này đổi qua chế độ bằng máy khoan. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ. Mình dùng con Makita 40V này. Cái mã của nó là HP001G. Mình vừa làm cái video mở hộp lần trước ấy.
Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay mình đã nâng cấp xong con xe go-kart này lên chạy bằng khoan pin nhá. Dùng pin 40V 4Ah thì chạy lâu lắm anh em ạ. Mình chạy nãy giờ hơn 30 phút rồi mà chưa hết một vạch pin luôn. Cái pin 40V 4Ah này anh em ạ, nó sẽ tương ứng với cái pin là 20V 8Ah nên là nó chạy phê thôi rồi luôn. Hiện tại thì cục này vẫn còn 4 vạch này. Ba cục này cũng vẫn còn nguyên luôn. Chưa hết cục nào anh em ạ. Úi dồi, 4 cục này mà chạy thì thôi chắc cả ngày. Nếu mà có cả số lùi luôn, lùi cũng là cần đảo cò khoan này anh em ạ. Nó sẽ lùi. Rồi, nghe lại anh em yêu sau nhá.